chuẩn bị thu hoạch rau muống. Chậu rau muống này nè các bạn, mình đã giới thiệu với các bạn, hiện nay nó được khoảng 25 ngày từ khi gieo trồng. Còn chậu này thì nó cũ hơn. Đây là gói hạt giống rau muống. Mình mua khoảng 10.000. Có khối lượng khoảng 50 gram. Bạn cũng có thể mua hạt giống rau muống dưới dạng ký, có giá khoảng từ 60 đến gần 100.000 đồng một ký. Đầu tiên mình sẽ ủ hạt giống trước. Trước tiên mình cho vào cái hộp ủ hạt giống khoảng 3 phần nước. Sau đó cho tiếp vào khoảng 2 phần nước sôi. Đây là hạt giống rau muống. Hạt giống rau muống có hình thù thế này nha các bạn. Sau đó ta đậy nắp lại và ủ trong khoảng 2 đến 4 tiếng đồng hồ. Sau khi ngâm hạt giống rau muống trong nước đựng trong hộp nhựa ở nhiệt độ 45 đến 50 độ C được khoảng thời gian từ 2 đến 4 giờ sau, ta tiến hành đổ nước trong hộp nhựa này đi. Sau đó tiếp tục ủ trong cái khăn vải này nha. Để ủ trong cái khăn vải này, ta cho cái khăn này vào trong nước. Ở đây mình dùng nước giếng đắm nhé. Ngâm cái khăn này vào trong nước rồi vắt nhẹ. Sau đó ủ hạt giống rau muống vào trong cái khăn này. Cái khăn bằng vải cô tông nó sẽ giữ nước tốt hơn các loại vải khác. Ở đây mình ngâm được 4 tiếng đồng hồ thì nó có hiện tượng nảy mầm chút đỉnh rồi nha các bạn. Ta đổ hạt giống rau muống vào trong cái khăn vải đã nhúng nước này. Rồi xếp nhẹ lại. Để tiếp tục ủ trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 24 giờ. Khi đó hạt giống sẽ nảy mầm. Để dùng một cái hộp. Rồi bỏ cái khăn chứa hạt giống rau muống ủ vào đây để ủ
trong vòng 12 đến 24 giờ. Khoảng 12 giờ tiếng đồng hồ sau, bạn có thể mở ra để kiểm tra lại. Nếu hạt giống chưa nở thì bạn tiếp tục ủ nha. Và nếu cái lượng và nếu mà 12 tiếng đồng hồ sau mà bạn thấy cái khăn này nó khô quá thì bạn có thể cho vào trong cái khăn này một ít nước cho nó ẩm cái khăn nha các bạn. Khoảng 12 giờ đến 24 giờ sau, hạt giống rau muống sẽ nảy mầm. Hạt giống rau muống sau khi đã ủ được 24 tiếng đồng hồ, bây giờ nó chuẩn bị trồng hạt rau muống nha quý vị và các bạn. Ở đây là cái chậu trồng cây, người ta chế như thế này, gồm một miếng nằm phía trên và một cái thùng có cái lỗ cao khoảng 2 đến 3 cm so với đáy. Khi ta tưới á thì lượng nước nó sẽ chứa vào đây, chứa vào dưới này. Khi mà ta tưới đầy á thì nó đầu nước nó lên cao sẽ thoát qua đây. Còn cái tấm này á, tấm này thì nó giữ khoảng cách giữa mặt đất với đáy chậu, không cho đất nó ẩm ướt. Do đó khi là tưới thì bên dưới này nó sẽ có một lượng nước nhất định, nó sẽ giữ ẩm cho cái lượng đất nằm phía bên trên này. Đây là cái chậu người ta chế rất là tiện lợi. Có tác dụng bổ sung canxi cho cây trồng, đồng thời nó tiêu diệt được một số loại nấm bệnh và một số côn trùng có hại cho đất, cho cây trồng. Đối với đất cũ, trước khi trồng cây bạn nên phơi nắng khoảng mấy ngày để cho chết hết các loại vi trùng và các nấm bệnh trong đất. Đây là phân hữu cơ gà của Nhật, có hàm lượng hữu cơ 80%. Và cho vào đất một ít quả trứng gà xây vụn. Quả trứng gà này mình có thể bỏ vào máy sinh tố để xây cho nó vụn ra nha các bạn. Quả trứng gà này nó cung cấp canxi cho cây trồng, làm cho cây cứng cỏi. Sau đó là trộn đất lên. Sau đó ta đẩy phần đất, một nửa phần đất về một bên. Kế tiếp ta gieo hạt mầm vào.
Bên này qua phủ lên hạt giống mà ta mới vừa gieo. Tiếp tục ta đẩy phía đất, ta đẩy phần đất chưa gieo trồng về phía bên đã gieo trồng. Rồi tiếp tục gieo hạt giống vào nửa phần đất còn lại. Ở đây là vì chậu nhỏ ở dưới mặt đất á, trồng trực tiếp dưới mặt đất thì mình nên gieo cho nó thật thứ lớp để dễ phân tứ phân tưới nước sau này. Đó, ta hát cái phần đất cây này qua ủ lại đã xong. Tư ẩm cho đất. Tư vừa đủ thôi nha các bạn. Sau đó ta chỉnh lại những cái phần mà giống nó lòi lên, phủ lên. Sau khi tưới ẩm cho đất thì ta đẹp, ta đem cái chậu đất này đến nơi có ánh nắng nhẹ để cho cây nảy mầm. Sau khi cây nảy mầm đầy đủ, ta sẽ khiêng chậu đất này ra chỗ có ánh nắng nhiều hơn nha các bạn, để có thể che mưa. Ta có thể phủ đầy vào đây một ít rơm. Rau muống 7 ngày sau khi gieo hạt. Rau muống 20 ngày sau khi gieo hạt. Chuẩn bị thu hoạch rau muống. Chậu rau muống này nè các bạn, mình đã giới thiệu với các bạn, hiện nay nó được khoảng 25 ngày từ khi gieo trồng. Ở chỗ này thì nó cũ thôi. Mình chọn rau muống này nó cao quá mức rồi, mình thu hoạch chậm nên nó sẽ cao quá nên nó hơi bị ngã trong mùa mưa gió này. Gần gốc khoảng hầu như sao nó còn từ
cái gốc lên khoảng 6-7 cm thì được. Tận dụng phế phẩm từ nhà bếp như vỏ trứng gà được bóp nát, vỏ chuối cắt vụn, nước vo gạo để bổ sung thêm phân bón cho cây trồng. Sau mỗi lần thu hoạch, ta nên bổ sung vào chậu rau muống một ít phân như là phân bò, phân gà và hạt viên để bổ sung dinh dưỡng cho cây. Thì sau khoảng thời gian 10 đến 15 ngày bạn có thể tiếp tục thu hoạch lại được rồi. Đây là thau rau muống mình vừa cắt xong. Cái này nó cũng hơn 1 ký, khoảng 1,5 ký. Lấy thêm vài trái tắc và vài trái ớt xuống làm nước mắm.